Đây là app F99 mình có giới thiệu anh em cách đây vài ngày ha. Tài khoản của mình sau vài ngày chơi anh em có thể thấy đơn hàng nó có hoa hồng rồi anh em. Đây hoa hồng là 400 ngàn này, doanh số gần 14 triệu ha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu lại cho anh em cái ứng dụng F99, cách kiếm tiền và cách rút tiền trên ứng dụng này nha anh em. Ai chưa chơi thì đường link ở dưới phần mô tả anh em có thể là tạo tài khoản chơi ha. Với ứng dụng này thì chúng ta có thể làm cộng tác viên được. Làm cộng tác viên ở đây đại khái là anh em sẽ đi giới thiệu cái ứng dụng này cho nhiều người thôi. Anh em đi giới thiệu nhiều người thì anh em sẽ được tiền. Bên cạnh đó anh em sẽ được hoa hồng từ cái người mà chúng ta giới thiệu nữa nếu như họ mua hàng nha. Cách giới thiệu thì dễ lắm anh em. Chúng ta có một cái đường link này, anh em chỉ cần sao chép gửi cho bạn bè. Bạn bè tạo tài khoản thông qua cái đường link này thì nó sẽ tính rep cho bạn nha. Nếu như anh em nào mà không muốn kiếm tiền bằng hình thức là đi giới thiệu bạn bè thì nó không còn cách kiếm tiền khác đâu nhá. Ở video trước mình có hướng dẫn anh em cách tạo tài khoản trên cái ứng dụng F99 này rồi. Nếu như cần anh em có thể xem lại nha. Do nó nâng cấp một phiên bản mới á, giao diện nó có thể hơi khác một chút. Ở đây anh em có thể nhìn thấy phía dưới nó tách làm hai cái này, một cái là đơn hàng, một cái là tiền thưởng thành viên. Nếu như ngày trước anh em chơi ứng dụng F99 này, khi chúng ta đi tuyển rep, một rep anh em sẽ nhận được 2.000, nó sẽ hiển thị trong cái tổng số tiền này luôn. Min rút sẽ là 100k về tài khoản ngân hàng nha anh em. Nhưng mà bây giờ nó khác một chút, đó là nó tách làm hai cái, một cái là đơn hàng, một cái là tiền thưởng thành viên này. Thì ở cái tiền thưởng thành viên đó, khi chúng ta đi giới thiệu bạn bè, anh em giới thiệu được một người nhận được 2.000 ở thành viên cấp 1 nhá. Người đó đi giới thiệu người khác thì anh em sẽ nhận được là 1.500, nó ở thành viên cấp 2. Người đó lại đi giới thiệu tiếp thì nó nằm ở cấp 3, được 1.500 tiếp nha anh em. Thì bây giờ nó sẽ hiển thị tổng tiền ở đây cho anh em dễ nhìn ha. Đây, mình chỉ giới thiệu được 58 người, nhưng 58 người này lại đi giới thiệu được 969 người, mình vẫn sẽ nhận được tiền hết nhá. Bên cạnh đó chúng ta vẫn nhận được hoa hồng. Doanh số này, hoa hồng này thì cũng phải cần để xác nhận nha anh em. Khi mà cái hóa đơn á hoàn thành rồi, giao dịch thành công rồi thì chúng ta sẽ nhận được là phần trăm hoa hồng ha. Bên trên chúng ta sẽ thấy một cái là hoa hồng dự kiến tháng 3, có nghĩa là tổng cái thu nhập ở cái phần đó là đơn hàng này và cái tiền thưởng thành viên này. Đó thì nó nằm ở cái phần hoa hồng dự kiến ha. Khi nằm hết tháng 3 đến đầu tháng 4 này, 1 tháng 4 chúng ta sẽ nhận được tiền vào cái tài khoản của chúng ta, hiển thị lên tổng nha anh em. Về phần hoa hồng khi mà bạn bè chúng ta mời á, họ mua hàng ha, thì chúng ta sẽ được hưởng 4% cho rep tầng 1, 3%, 3% cho rep tầng 2 và tầng 3 nha anh em. Muốn xem chi tiết ấy thì anh em cứ vô hướng dẫn cộng tác viên F99 này, ở trong đây nó có hết nha anh em. Đây ví dụ như là cách rút tiền hoa hồng như thế nào thì chúng ta bấm vào đọc. Để rút tiền hoa hồng á, anh em cần phải thêm một cái ngân hàng vô. Ví dụ ở đây nó hướng dẫn anh em thêm một cái ngân hàng Vietcombank này, thêm vô. Đó, thì chúng ta cần phải chụp mặt trước và mặt sau của chứng minh nữa nhá, để xác nhận đó là một người. Có nghĩa là nếu như mình thêm một cái ngân hàng Vietcombank là có tên là Lê Văn Tuấn thì mình cũng cần phải chụp cái chứng minh nhân dân mặt trước mặt sau có tên là Lê Văn Tuấn. Về phần nguyên tắc rút tiền, một tháng chúng ta chỉ được rút một lần thôi anh em. Và thời gian rút tiền á, sẽ là vào mùng 10 cho tới 15 hàng tháng nha anh em. Ở đây mình thấy nó ghi á, cộng tác viên có thể thực hiện yêu cầu rút tiền tất cả các ngày trong tháng. Ở đây mình rút vào ngày 20 tháng 3 thì tiền nó bị trả lại. Mình có liên hệ với F99 thì họ nói là chỉ rút tiền vào từ ngày mùng 10 cho tới ngày 15 thôi nhá. Nên những bạn nào rút tiền giống như mình này, rút sau ngày 15 á, có thể anh em sẽ bị trả lại tiền nhá. Anh em cần phải lưu ý. Chúng ta sẽ đợi đến ngày 1 tháng 4 nó cộng tiền lại vào tài khoản, sau đó anh em sẽ thực hiện rút tiền sau nhá. Chúng ta sẽ thực hiện rút tiền vào ngày 10 đến ngày 15 hàng tháng và rút dưới 2 triệu thì anh em sẽ không bị phí nhá. Và anh em có một điều cần lưu ý, đó là khi mà chúng ta rút tiền ấy, nếu như anh em rút 2 triệu trở lên, có nghĩa là chúng ta rút 2 triệu 1, 2 triệu 2 chẳng hạn, thì nó sẽ tính thuế là 10%, rất là cao đúng không anh em? Nếu như chúng ta rút 1 triệu 9 thì anh em sẽ không bị thuế đâu nha.